Và tiếp theo sẽ là phần vượt qua thử thách của đội Andy và Đậu. Chúng ta sẵn sàng chưa? Mình chỉ có 5 phút thôi đấy. 3, 2, 1, bắt đầu. Go lên. Hay quá em chị ơi, nhanh lên nha. Bắt đầu. Ái chà chà, Đậu lạc của ngày nào giờ đã rất nghiêm túc tham gia vào thử thách đấy nha. Có một quả đây, một quả đây. Em đậu quá rồi. Hay quá. Rồi, cứ di chuyển lên đi để mình đổ banh nữa, di chuyển lên. Quả là sân chơi của anh cả Andy, chẳng mấy chốc mà banh đã đầy rổ. Đông quá. Rồi, đi lên. Vô đây, vô đây. Vớt. Cho mình được 84 quả bóng. Còn đội Đậu thì mang về được cho gia đình mình là 42 quả bóng. Như vậy là tổng cộng lại của hai gia đình là chúng ta đã có 126 quả bóng.